em tháo bột rồi à sao mấy hôm nay em gọi anh không được anh đi quay tỉnh xa chắc là không có sống anh ăn gì chưa hôm nay em sẽ tự tay vào bếp làm một bữa đãi anh thật là hoành tráng nha em nói thiệt à có chuyện gì đáng ăn mừng sao đương nhiên là chuyện gì em nghĩ là anh nên vừa cảm ơn em vừa chúc mừng em đó là sao thùy dương và vũ an đã chính thức ly hôn thùy Em nói lại đi Em vừa nói gì vậy Cuối cùng thì cuộc hôn nhân giữa Vũ An và Thùy Dương đã kết thúc Em đã đóng góp không ít công sức cho chuyện này đó Sao em dám làm vậy <laughs> Chuyện đã xảy ra rồi Thì em việc gì phải cần dám hay không dám Giấy ly hôn cũng đã có Chữ ký đầy đủ của hai người cũng đã có Và Thùy Dương cũng đã bị đuổi ra khỏi nhà Và bây giờ cô ta phải tìm cách nào đó Để trả lại cho nhà ông bà Thịnh 4 tỷ Chuyện này là thật sao anh nhìn em giống như đang nói giỡn lắm hả? Vậy bây giờ Dương đã về nhà mẹ Anh nghĩ là Bà Thịnh có thể chứa chấp một đứa con dâu như cô ta ở Trong nhà hả? <laughs> vừa ăn cắp tiền của nhà chồng Vừa gài bẫy hại bà nội chồng té ngã Và Em vừa... à Thùy Dương sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy Anh không tin Anh tin hay không thì đâu có quan trọng À còn có một chuyện không biết là anh đã biết chưa ha Thùy Dương cứ Vũ An là vì tiền đó Trước khi chết, ba của cô ta để lại cho con gái mình một món nợ 4 tỷ Buộc cô ta phải cưới Vũ An để trả nợ <laughs> Cái giá của cô ta cũng cao quá chứ hả Nhưng bây giờ thì sao Họ đã ly dị rồi Đành phải tìm cách nào để mà tìm 4 tỷ trả lại cho gia đình của người ta thôi chính em là người gây ra tất cả những chuyện này phải không Anh nói tại em Vậy tại sao anh không bao giờ nghĩ là lý do gì em làm như vậy Nhưng ba mẹ không bắt em làm như vậy Anh có thể khoanh tay thờ ơ trước mối thù của gia đình mình Còn em thì không Ba mẹ muốn em trả thù sao Ba mẹ muốn con gái của mình trở thành kẻ máu lạnh như vậy sao Em máu lạnh Đúng Em hoàn toàn thừa nhận Là em không phải tất cả vì ba mẹ Nhưng dù sao Thì anh cũng đâu thể nào hiểu được Những gì mà em phải gánh chịu Lúc đó Em không khác gì một con bé bán diêm Em thèm thuồng một bữa ăn ngon Em khát khao có một gia đình đầm ấm Tới mức mà Em còn ước gì là Nếu chỉ được một lần Một lần thôi Em được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ Em được ăn một bữa cơm ngon cho mẹ nấu Em có được một mái ấm gia đình hạnh phúc Thì có chết em cũng vẫn cam lòng Vậy mà kết cục thế nào Tuổi thơ của em Là đói là khát là không cha là không mẹ là không có một máy ấm anh có hiểu không em được lấy hoàn cảnh để quỷ bị cho hành động của mình bây giờ em vui rồi phải không vũ an được tự do rồi đó tất nhiên trước sau gì anh ta cũng sẽ thuộc về em em nghĩ ta ly hôn với thùy dương là ta sẽ đến với em sao sẽ đón nhận tình cảm của em sao em không có tình cảm nên cũng sẽ không cần anh ta đón nhận <laughs> mà nếu có thì sự đón nhận của bà thịnh còn quan trọng hơn của anh ta gấp mấy lần kìa anh cũng biết rồi đó bà thịnh đang lao đầu vô chứng khoán như một con thiêu thân và không ai có thể cản bà ta ra được em đã làm gì bà ta rồi em có làm gì đâu nhưng mà cũng sắp đến lúc bà ta phải trả giá cho sự tham lam của mình rồi em chỉ mượn nước để đẩy thuyền thôi anh đợi xem tất cả những gì thuộc về bà thịnh sẽ thuộc về em nhưng mà trước mắt thì bà ta đã cầm giấy tờ nhà của mình vô chứng khoán rồi thùy em cũng sợ quả báo sao thùy quả báo sao lúc nào anh không muốn em bị quả báo hết vậy anh có còn là anh của em không anh không muốn em càng ngày càng xa đà cho tội lỗi em thấy không Ba Dương từng làm chuyện không phải với nhà mình Ông ta đã gánh chịu tội lỗi của mình rồi Còn em Em gây ra chuyện này rồi ai sẽ gánh chịu Em không quan tâm Chuyện đó em không quyết định được đâu thôi Sao em không thử một lần bình tĩnh Để nhìn lại mọi thứ xem Dù ba Dương có bốn nợ với ba mình Nhưng anh vẫn yêu Dương tha thiết Ông thật vô tình đẩy ba mình vào chỗ chết Nhưng ban đầu Vũ An có tình cảm với em Em cảm thấy mọi thứ đều có duyên sao Em có thể lựa chọn tình yêu Và quá giải hận thù mà thôi Anh Thái Em nghĩ là Anh làm diễn viên thì tiếc thiệt đó Anh sống trên đời này là để kêu gọi sự yêu thương và cứu rỗi nhân loại hả Không Anh đi tháo gỡ những bó dây Mà chính em đã thắt thôi Anh nói vậy là sao em đẩy người nào xuất vực thẩm anh sẽ kéo người đó lên anh thái anh đi đâu đó anh thái dạ đừng có quên là vũ an yêu dương tha thiết đó anh đi mà lấy tình yêu của anh để hóa giải hận thù đi Alo, em Duy Thái đây. Anh đánh không? Em có chuyện quan trọng, muốn gặp anh. Ok. nội con phải sửa cho nội nè nội cảm ơn chị để em cho nội uống ờ à, nội chịu uống không em sáng nay nội không uống ăn cơm cũng không được bao nhiêu cứ vậy hoài sao nội khỏe được cái này người ta gọi là nhà giàu cũng khóc nè nhà gì đâu mà tiền của ăn không hết mà không thấy ai trong gia đình này có nụ cười hết trơn á chán ghê luôn ờ Hả? rồi nữa rồi thôi chị xuống pha nước chanh cho anh an đây ngày nào cũng như ngày nãy hết trơn á tiền á con sẽ chuyển đúng như thời gian ghi trong hợp đồng cảm ơn cậu nhưng mà ủa có chuyện gì hả bác có chắc là cậu không cần phải xem nhà qua một lần nữa không hả <laughs> dạ không cần đâu bác dù nhà này có sập đi chăng nữa thì cũng có người muốn mua mà bác dạ dạ con nói giỡn thôi mà bác anh nhớ hồi kỹ xem họ giàu đi đâu nếu được thì xin địa chỉ luôn à bác bác với em đây bán nhà rồi định đi đâu vậy hai mẹ con tôi tính về quê sống cho nó thoải mái à, à con thấy cũng phải mà Quê bác ở tỉnh nào vậy? Quê tôi ở miền Tây á. Ủa, ở dưới đó mình đã có nhà cửa chưa vậy? Hay là mình về quê rồi mới xây cất hả bác? Tôi về quê sống với đứa em. Mẹ. Dạ, vậy bác với em định khi nào đi vậy? Cũng nhanh thôi. Mà cậu định chuyển đến liền sao? <laughs> dạ, dạ không à, Bác cứ ở cho tới khi nào bác muốn đi Rồi thì con khi nào dọn tới cũng được <laughs> à, Dạ, dạ không Ý con á là con con chưa sắp xếp được công việc Cho nên cứ ở chỗ cũ, gần chỗ làm đã Rồi thì mọi chuyện xong xuôi á, Con mới chuyển qua nhà mới <laughs> rời bỏ căn nhà mà nó đã gắn bó với tôi bao nhiêu năm như vậy thiệt là không có dễ dàng chút nào hơn nữa ở đây là nơi đầy ấp bao nhiêu kỷ niệm bác bác cứ yên tâm đi bác cái gì á của mình á cuối cùng nó cũng thuộc về mình mà bác <laughs> À không, con con nói linh tinh thôi mà bác. Cậu uống nước đi. Dạ. Đó. Giấy tờ nhà cửa trong này hết đó. Nè, chìa khóa nữa nè. Cảm ơn anh. Anh thấy hình như kiếp trước á em mắc nợ gia đình đó, dữ lắm phải không? Cho nên bây giờ mới trả nợ á. Anh thấy á, mặc dù cô ta đúng là xinh đẹp thiệt, nhưng mà với nhan sắc đó nếu em muốn thì có thôi. Đầu nhất thiết là phải cô ta. Bây giờ cô khỏe không? Tự đi mà nhìn đi. Mà em định làm gì căn nhà này? Sam không trực tiếp giúp tiền, mà lại mua căn nhà này làm gì? Anh nghĩ mày con cổ, đồng ý để em giúp sao? Vậy bây giờ chứ em nghĩ nè, em mua nhà này rồi, sau này trả lại người ta có nhận không? Em biết vậy Nhưng trước mắt Em không muốn căn nhà kỷ niệm của cổ Rơi vào tay người khác Bởi vậy Người ta nói không có dạy nào bằng dạy gái hết Nhưng mà mẹ con cổ định về quê sống mà Về quê sao? Ừ Không phải lại thành phố à? Không Nhưng mà Quê cổ ở đâu? Thì bác nói ở miền Tây á Khi nào họ dọn đi? Sao anh biết? Trời ơi! Sao anh không hỏi giùm em? Bác á, chỉ nói là sẽ đi nhanh thôi à. Về quê. Thành phố nhỏ bé như vậy mà còn lạc mất nhau. Huống chi? Nếu như chắc chắn Duy Thái là con của anh Duy rồi, thì anh có ý định tìm gặp cậu ta không? Tôi không biết có phải đây là ý trời hay không nữa. Tôi mang tội với ba cậu ta cả một đời Và đến bây giờ Tôi lại mắc thêm một sai lầm khác Sai lầm gì hả anh? Nếu tôi không nghĩ ra chuyện cho thằng An Nó cưới bé Dương Thì không đến nỗi như vậy Thật sự thì tôi không biết bé Dương và Duy Thái Đã từng yêu nhau Anh thấy ông trời không? Quá triêu ngươi hay không? Nhưng mà anh Thịnh à Biết đâu Duy Thái Không phải là con của anh Duy Trên giấy tờ rõ ràng Cậu ta là con ruột của vợ chồng bà Thanh mà và nếu như Duy Thái là con ruột của anh Duy Vậy thì đứa em gái đang ở đâu Hiện tại tôi được biết Duy Thái đang sống một mình mà thôi Trong hồ sơ tôi tìm hiểu được là Không hề có cô em gái nào hết Nhưng chẳng phải tấm hình Và những gì con Bình nghe Hoàn toàn trùng khớp sao Nói thật Là tôi không hy vọng Thằng bé đó là Duy Thái Nếu cậu ta chỉ đơn giản là Duy Thái thôi thì cũng đã dính líu với gia đình tôi quá nhiều Còn nếu Duy Thái là con của anh Duy nữa Thì Không biết câu chuyện sẽ đi về đâu À anh cứ lo giải quyết chuyện gia đình đi Tôi sẽ giúp anh điều tra sự thật Và tìm lũ cô em gái Mặc dù Cũng mong tìm ra người sớm Nhưng tôi cũng không hy vọng là con gái của anh Lại liên quan tới gia đình tôi nữa Chỉ một mình Duy Thái thôi Là câu chuyện đã phức tạp rồi chuyện đâu còn có đó anh ấy chí đi hậu khóa nào cũng có chìa chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó anh à lúc đi đâu mà sớm vậy ờ à, bay dậy rồi đó hen về ra chợ kiếm vài con cá với mớ rau lát nữa cuốn bánh tráng là ngon hết sảy rồi nha à Ừ. <laughs> còn thấy á ở đây ăn gì cũng ngon hết á vì cứ sợ má con bay ở thành phố á tiện nghi miết rồi quen không thích nghi được ai ngờ cũng khỏe re à vì thấy tinh thần bay á coi bộ cũng phấn chấn rồi đó nha ừ. <laughs> à hôm nay con sẽ làm đầu bếp chính Để phục vụ cho dì với mẹ nha Phục vụ cái gì không biết Bay cứ lo dịch sách dịch xiết gì đi Cái này á để dì làm Sách buổi tối con dịch cũng được mà Người ta đâu cần gấp đâu Vậy hen Dì không có khách sáo nha Vậy bữa nay á dì tranh thủ Dẫn má bay ra thăm vườn trọng một bữa Cho bà giảng gân cốt Ủa mà bà đâu Ờ à, Mẹ con ở phía sau đó dì Ừ, để gì vô Dạ <laughs> Chị Nhanh thiệt đó. Chớp mắt đã mấy mươi năm rồi Có bao giờ nghĩ là Mình sẽ về đây sống như vậy đâu ờ, ừ. cái chỗ mà cái vườn trầu lúc trước hai chị em mình hái đó còn không em? nghĩ sao còn? Bây giờ người ta xây thành nhà ở hết trơn rồi. <laughs> cũng phải, đã lâu quá rồi còn gì. Xong mà còn thành đồng, huống hồ kia mấy công ruộng. Mà nhiều lúc á, tôi cũng nhớ cái vườn trầu đó ghê nơi á, lâu lâu á, ra đứng ngó như trời trồng vậy đó, <laughs> nhiều người thấy lạ. Hỏi tôi á, mắc cái giống gì mà nhìn chằm chằm vô nhà người ta vậy? <laughs> có ai biết là tôi mất nhớ cái hồi đó đâu. <laughs> à, trời, có chuyện gì vậy chị? Trời ơi, con con sao, sao con? vậy chứ? Con, con sao vậy nè? Bay sao vậy? sáng giờ có ăn uống gì bậy bạ không con dạ không mùi cá tanh quá con mắc ói à, câu nói sao con nghe mùi cá tanh muốn ói hả à. không biết nữa có lẽ là mấy bữa nay con thức khuya quá nên con mắc ói câu nói là mấy bữa nay con bị vậy sao à, không lẽ à. sao ly dị rồi mà còn mang thai chứ? phải chi mình đi khám sớm một chút thì đâu có ra nông nổi như vậy. À. Dương à, dạ. hay là con con bỏ đứa bé đi được không con? Nè, chị Hai. Mẹ biết rằng là làm vậy là con đau khổ lắm, mà mẹ cũng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhưng con thử nghĩ lại coi con còn cả cuộc đời ở phía trước không lẽ con là mẹ đơn thân rồi tương lai của con nữa tính sao không được tôi phản đối sao chị có thể bắt con dương làm cái chuyện bất nhân vậy được chị một mực ép gã nó cho thằng an để giữ lấy căn nhà nói gì chữ hiếu phải lấy chồng nhịn nhục bà mẹ chồng ngược đãi nó du quan cho nó đủ thứ rồi ép nó ký đơn ly hôn vội vã chị nghĩ coi rốt cuộc á ai thiệt trong cái chuyện này chỉ có con dương thôi bây giờ á chị còn bắt nó làm ba cái chuyện đó nữa hả dì á nghèo thiệt nhưng dì sẽ lo cho bay đừng có nghe lời mẹ con tôi hiểu á chị cũng khổ tâm lắm nhưng nghĩ sao á chị biểu con mình làm cái chuyện ác nhân tức đức như vậy được dì út à thì tôi cũng muốn cho con dương nó sung sướng thôi vì vì thứ nghĩ coi bây giờ chồng á thì ly dị rồi một mình á sanh con sao lo được hàng xóm người ta nhìn vô rồi ai mà còn để ý tới nó ra gì người ta ăn ở vô đạo đức thì cứ để họ vô đạo đức đi sẽ có quả báo liền tay còn mình á đừng có ở ác là được chị mà biểu nó làm như vậy á thì mình cũng đâu có khác gì người ta đâu tôi kịch liệt phản đối á thôi gì với mẹ đừng có tranh cãi nữa dù sao thì cuộc hôn nhân của con cũng đã tan vỡ rồi, tình cảm vợ chồng cũng không còn nữa. dù sao đó cũng là giọt máu của con. mẹ để con xin bé ra đi. nó sẽ là chị của riêng con thôi. con Dương nó nói phải đó. một mầm sống đang nảy mầm ở trong bụng, làm sao mà bỏ đi được? Dương à sao số con khổ vậy dương mẹ người ta thường hay chúc mừng những người có thai mà đây là tình vui tin vui phải không gì ừ tình vui rồi mà con. mẹ được rồi tin vui mẹ biết rồi nhưng mà con á đừng có cho vũ an biết là con ở đây đừng cho nó biết là con có con với nó nha con ừ đừng có cho nó biết không thôi mẹ chồng con mà biết được là không yên thân đâu nghe không con dạ con biết rồi mẹ yên tâm đi thôi nín đi con <laughs> nhưng dự, dự, em lừa dối anh đúng không? có phải là em lừa dối anh đúng không? em có yêu anh không? Anh An Anh An Sao anh uống say quá vậy à, Dương à Dương Dương ơi Anh nhớ em lắm à, Anh An à Em à, Dương à, à. Em về với anh rồi sao Em cũng yêu anh cho nên mới quay về với anh đúng không dương là em đúng không ờ à, anh an à ừ. em không phải là dương à. đúng là em rồi <laughs> anh biết là em sẽ về với anh mà là em đúng không đúng không phải em là dương đây

Thì ra thai ba tháng là như vậy Theo dõi bào thai ngày càng lớn lên trong bụng mình Mới hiểu sao là ba mẹ nào cũng thương con hết <laughs> Em coi nè Ở tháng thứ ba trở đi Thì thai nhi đã dài khoảng 9 đến 12 cm Nặng khoảng 90 đến 100 gram Mắt, môi, tai Cũng đã bắt đầu hình thành trên gương mặt uhm, Rất có đường nét Em thấy không? Da của Tây Nhi mỏng lắm, gần như là trong suốt. <laughs> Nhưng mà đến tháng thứ ba thì mình vẫn chưa xác định được đó là trai hay là gái. Vì cơ quan sinh dục lúc này chỉ mới được hình thành thôi. Ừ. Sao em đâu có thấy gì đâu? <laughs> Ủa? Sao anh rành quá vậy? Ờ, thì anh tìm hiểu. Anh muốn sau này khi em ăn thai thật thì anh sẽ biết tất cả mọi thứ. Sẽ cùng em ăn gà hầm, cùng em uống sữa. Cùng em theo dõi sự phát triển của con nếu như mà hôm nay á anh đưa em đi khám thai thật thì hạnh phúc biết mấy ừ anh muốn em có thai lắm hả ừ anh muốn được làm cha của con em bây giờ anh đã được làm cha của con em chỉ có điều chỉ có một mình em cảm nhận sự lớn lên của con ở trong bụng mà không có anh tội nghiệp con quá vì không ngủ được hả ừ mà con không giận mẹ con chứ không phần làm con cái mà không lo được cho cha mẹ thì mới là đáng trách tất cả những việc mẹ con làm chỉ là muốn tốt cho con thôi có trách thì trách số phận con tại sao lại như vậy chắc là cái duyên cái số nó bắt phải như vậy nhiều lúc gì nghĩ nếu hồi đó ba mẹ con mà không có cấm cản con yêu đương với anh chàng gì đó thì không biết bây giờ mọi chuyện nó có phức tạp như vậy không đúng là người tính không bằng trời tính ba mẹ con á không muốn con phải chịu khổ chị sợ là đến với nhau còn lại làm khổ người ta thôi bỏ qua đi con coi như á là mình đã giải quyết xong mọi chuyện con á không cần phải lo nghĩ gì hết chỉ cần tập trung lo cho đứa nhỏ thôi. Dì cũng biết một mình nuôi con cũng đâu có dễ dàng gì. Con nghĩ là con sẽ làm được. Ừ. Mà từ lúc đó tới giờ chồng con, ba của đứa nhỏ không có liên lạc gì với con sao? Ừ em Xem lẽ phòng của anh Anh không nhớ gì sao Đêm qua anh say Về phòng em tính vô đắp mền cho anh Rồi sau đó Anh Tại sao anh lại làm như vậy chứ Chủ An à Anh đừng tự trách mình nữa Tất cả là tại em Đêm qua Em có thể từ chối Nhưng do Em yêu anh Vũ anh. Anh xin lỗi em trời ơi tại sao quá sáng sớm mà chị lại bước ra từ phòng anh tôi chị còn ăn mặc cái kiểu này nữa Có chuyện gì mà mẹ gọi con gấp vậy? Sao không đợi con về nhà rồi nói luôn? Thùy Thùy, con có gặp cậu Triệu không? Triệu? Triệu giám đốc công ty chứng khoán đó Dạ không, sao vậy mẹ? Ừ. Mẹ liên lạc với cậu ta không được Bây giờ, mẹ Mẹ không biết phải làm sao đây Nhưng mà có chuyện gì? Mẹ Mẹ xin lỗi con nha Mẹ giấu con mẹ liên lạc riêng với cậu triệu mẹ nhờ cậu ấy mua chứng khoán ở công ty in cơm cho mẹ không ngờ tỷ giá bây giờ càng ngày nó càng rớt mẹ sợ quá mẹ bán đổ bán tháo lỗ rồi con ơi nhưng mà mẹ đầu tư bao nhiêu lỗ nhiều không cũng 5 tỷ 5 tỷ trời ơi sao mẹ không nói chuyện này với con con ơi bây giờ bằng cách nào con kiếm cậu triệu giùm mẹ được không không được đâu mẹ sao vậy con mẹ có nhớ là cái ngày con với mẹ gặp hắn ta không ừ. con đã có thái độ lạnh nhạt với hắn rồi chính anh ta cũng đã từng lừa gạt con không ngờ hắn lại dùng chiêu này để lừa gạt mẹ Tình khốn con ơi mẹ tưởng là nó giỏi nó giúp được mẹ trời ơi mẹ sao mẹ dễ tin người quá vậy công việc của anh ta không phải là kiếm tiền cho mẹ mà là muốn kiếm tiền từ mẹ mà thôi Lần đó anh ta đã cố tình tiếp cận mẹ như vậy Mà con không cảnh giác Đúng là <laughs> Cái gì vậy <laughs> Em cứ mở ra coi đi Ừ cái này là áo bầu mà ừ sao tự nhiên mua áo bầu cho em thì không phải là em đang mang bầu hay sao ừ chỉ là giả thôi mà nếu là giả thì mình càng phải làm cho một người tin mình chứ với lại anh thấy cái áo này nó cũng đẹp mà em thử đi nó hợp với em lắm đó thôi em không mặc đâu tự nhiên bây giờ đi mặc áo bầu kỳ lắm <laughs> thì cứ coi như là thực tập đi nha mặc thử cho anh coi đi Ừ, không mặc đâu Em không mặc đúng không ừ. Hay đến mặc giùm em ừ. Dương ơi Dương À, anh thái ủa anh đi đâu vậy con ơi bây giờ mẹ phải làm sao đây con à, mẹ còn tiền mặt ở đây không có nhiều tiền bây giờ mẹ in cơm hết rồi nhưng mà mẹ vẫn còn một số cổ phiếu ở bên anh con mà theo thông tin mà con nắm được đó thì giá sẽ còn lên cao nữa đó nếu mà mẹ có vốn ở đây, thì mua thêm hy vọng để gỡ gạt lại bên Incom. Bây giờ, mẹ biết lấy tiền mặt ở đâu ra. Chỉ còn cách đó thôi mẹ. Nếu mà mẹ bỏ qua cơ hội này đó, thì không biết bao giờ mẹ mới gỡ lại được nữa. Thôi, để từ từ. Để từ từ mẹ kiếm cách. À... Hay là mẹ lấy giấy tờ nhà để thế chấp ngân hàng đi à. Dù gì á, thì giấy tờ vẫn còn ở ngân hàng Nhà mình thì vẫn còn ở đó Khi nào mà mẹ có lời rồi đó Thì mình gỡ lại Có mất đi đâu mà mẹ sợ Nhưng mà Mẹ yên tâm đi Con có bạn làm ở ngân hàng Thủ tục lẹ lắm Lần này mình phải nhanh chân hơn người khác mới được Nhưng mà mẹ nói thiệt nha Lúc đầu cổ phiếu income nó xuống hàng triệu nó suối mẹ Đầu tư thêm một chỗ nữa nên bây giờ Mẹ Mẹ cầm nhà rồi Mẹ nói thiệt đó hả Ừ Mà anh ta xúi mẹ làm như vậy đúng không Mà là công ty nào Tình hình bên đó làm sao Thì mẹ chuyển tiền cho nó hết rồi Mà bây giờ mẹ không thấy nó báo gì cho mẹ hết trơn á Mà mẹ tưởng con với nó là thân thiện với nhau lắm Cho nên Còn ơi bây giờ mẹ giao hết cho nó rồi Đúng là cái chiêu lừa đảo quen thuộc mà ba có đăng tin là có rất nhiều dạng người chuyên môn lấy lòng tin của người khác à. rồi dụ họ chuyển khoản cho mình để đầu tư dùm ừ. nhưng mà cuối cùng thì đâu có đầu tư gì đâu cưỡng tiền đi mất sao mẹ lại dễ tin người như vậy chứ con ơi bây giờ mẹ biết phải làm sao làm sao đây con con ơi con giúp mẹ nhưng đi con vậy thì cũng khó quá mẹ hả hay là mẹ dùng tiền của công ty đi mẹ ừ. nhưng mà lỡ ba con biết được mẹ không tin tưởng con hả chỉ một lần này thôi mẹ phải lấy lại những gì đã mất chứ đúng không con ơi có chắc chắc chắn không con mẹ này có bao giờ mà con tư vấn cho mẹ sai không mẹ là mẹ của con mà uhm, hơn nữa hơn nữa hơn nữa là sao nói mẹ nghe đi con uh, đã là người của anh an rồi mẹ à? Con nói gì có nghĩa là con và anh an đã đi quá giới hạn rồi mẹ ừ. cuối cùng thằng an cũng sáng suốt nhận ra con mới là người xứng đáng phải không con nhưng mà con sợ anh chỉ mượn con để quên đi người cũ thôi mẹ à con à con sẽ giúp nó quên được đứa con gái đó con phải giúp thằng an nha nhưng mà yên tâm đi để mẹ làm chủ tình hình cho nhưng mà anh an ảnh còn yêu dương nhiều lắm với lại con sợ nếu mà chị dương chủ động tìm ảnh nó không còn cơ hội để bước vô nhà mẹ bất cứ lúc nào yên tâm đi con ừ nếu mà được như vậy thì con cảm ơn mẹ nếu mà số cổ phần của mẹ mà bán đi thì thế nào cũng phải thông qua hội đồng quản trị như vậy thì chắc chắn ba sẽ biết nhưng mà nếu con là con dâu của mẹ thì con sẽ có cách giúp mẹ ờ à, được con yên tâm đi mẹ sẽ xúc tiến liền dạ sao anh biết em ở đây mà tìm em không nhớ đã từng kể với anh về quê về Úc sao anh tìm em làm gì em đang muốn quên hết tất cả mọi chuyện ở thành phố kể cả anh sao Em có biết là anh mất bao nhiêu thời gian Để tìm được em không Lúc nào anh cũng lo lắng cho em ừ, Nhưng nhưng mà em ở đây thoải mái lắm Có mẹ và dì Út lo cho em rồi Ừm. À, em còn gặp Vũ An không Gặp làm gì chứ Em với anh ấy ly hôn rồi Mọi thủ tục do nhà anh ấy lo anh ấy vẫn tin em là người xấu xa tham lam anh tin em cảm ơn anh à, anh muốn gặp bác chứ về út được không à, à, em nghĩ là không nên đâu anh gặp được em rồi thì về sài gòn đi và cũng đừng gặp lại em làm gì nữa em có biết là anh tìm em cực khổ lắm không gặp được em anh mừng muốn chết sao em cứ đuổi hết hoài vậy mình giờ có thể là bạn tốt được mà dù Vụ... hơi khó thực ra là anh có điện thoại cho mẹ em anh phải năn nỉ dữ lắm mẹ em mới chịu chỉ cho. đã tới được đây rồi anh phải vô cảm ơn mẹ em và gặp gì út nữa chứ bây giờ em không cho anh vô anh cũng vô luôn à, à, anh thái anh thái mẹ em không có nhà đâu mẹ em đi chợ rồi còn gì út thì đang ở ngoài sao cho heo ăn đã đến đây rồi chẳng lẽ không vào chuồng heo nhà vú à, anh thái dũng ơi đứa nào vậy vũ an hả cậu tới đây làm cái gì à, 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 à. cậu con duy thái cậu phải vũ an gì duy thái dạ đây là anh thái bà con ở trên sài gòn á không phải anh vũ an đâu duy thái ca sĩ diễn viên dạ là bạn của thùy dương dạ dạ phải là con đây vậy hả mày đét ơi cho dì xin lỗi ngang dạ dì tưởng thằng an nó mà xuống đây hả dì đập cho nó què dò cũng may là gì mới xịt ướt áo con không con xuống thăm dương tại á con dương nó có thai vì thấy nó cứ lạnh lùng mà phát lo phải khi nó khóc á thì còn đỡ vì càng thấy nó như vậy á vì càng tức cái thằng chồng nhu nhược của nó dạ à thôi vú để con làm cho Đây để, để con <laughs> cái này con biết ờ. làm mà Ê. Từ từ thôi con <laughs> Ăn đi con Dạ con cảm ơn bác à. Coi con á Đẹp hơn trong tivi nhiều nha Vì đâu có ngờ Có ngày gì được ngồi ăn chung bàn Với chàng diễn viên đẹp trai như vậy chứ Giống y như là Vì đang nằm mơ vậy đó Vì <laughs> nói quá Con có hơn gì ai đâu Vì của Thì Dương là vậy đó con Ai mà dì thích đến là nhất đó con, Chị ăn này. đi con. Dạ khen tiệc chứ bộ. Lẽ ra con nên làm chồng của ông Dương mới phải. Cái thằng An kia không có ra gì hết á. Có mỗi người vợ mà cũng không biết đường thương nữa. Gì? Dạ. Kỳ quá. Anh thấy chỉ có con là em thôi. Nè con lặn lội từ xa tới đây, ăn đi con, ăn nhiều đi dạ. con. Phải đó. Nhà quê á không có sơn hào hải vị gì, gì hết á, có cái gì á thì ăn cái đó. Nhưng mà món nào cũng là món tình nghĩa hết đó nha Dạ Ăn nhiều đi con Dạ, con sẽ ăn nhiều mà Ừ Ừ uhm. nó ngon quá Ăn thêm đi con <laughs> Em ngồi đi Nãy giờ đi cũng nhiều rồi ở quê thích thì mát mẻ bình yên không phải lo lắng hay buồn phiền gì hết chắc sau này anh cũng kiếm được về quê sống quá anh thay ngày mai anh về thành phố đi Giờ đừng quay lại đi nữa anh không chắc lắm cái chân của anh nó không nghe lời anh đâu em nói nghiêm túc đó dù gì em cũng đã có chồng rồi lại còn đang mang thai nữa anh cứ xuất hiện ở đây rồi người ta sẽ đồ đồn thổi không tốt đâu không anh cảm thấy rất tốt mà anh đừng cố gắng nữa sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu ủa em đang chờ đợi kết quả tốt đẹp của anh hả <laughs> anh không thay đổi chút nào hết anh chưa bao giờ thay đổi sau này cũng vậy